Nghiệp ăn xin bao giờ trả hết Chớm mùa đông 2013 Đêm tối Gió lùa heo hút vào từng ngõ ngách Nhỏ khu phố cổ Hà Nội Thầy tôi vô tình gặp Một người ăn xin Người phụ nữ chạc 60 tuổi Khắc khổ, rách rưới và tuyệt vọng Chìa tay ra xin chút tiền bố thí Thầy dừng chân Ngồi xuống bên cạnh Tôi có thể cho chị một 2 triệu, nhưng chẳng mấy chốc chị sẽ tiêu hết và sớm quay lại đây ăn xin. Mỗi ngày chị nhận bố thí của hàng chục người thì một năm chị nợ hàng ngàn vạn người. Chị nợ người ta cái ân tình, mà nợ thì phải trả. Hàng muôn kiếp nữa, đến bao giờ mới trả hết được nghiệp kiếp này đây. Người phụ nữ xấu hổ trong chốc lát, nhưng tâm trí chợt như bừng tỉnh thì ra không phải cứ ngửa tay xin giúp đỡ rồi sống hết kiếp này là được chị nói thầy ơi tôi sai rồi nhưng tôi nghèo khổ quá tôi phải làm sao chị đừng đi ăn xin nữa hãy đến bệnh viện xin dọn dẹp giúp đỡ không công không được xin ai bất kỳ điều gì họ tự cho thì mình mới được nhận sẽ không ai để chị phải chết đói đâu. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Từ mai, con không đi ăn xin nữa. Con muốn làm người lao động, Đàng Hoàng. Trước khi rời đi, thầy tôi có cho người phụ nữ số tiền 2 triệu. Sau này, mỗi lần về qua phố cổ Hà Nội, thầy tôi không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ăn xin ngày ấy nữa. Quý bạn ạ, à, cứ cho người ta tiền chưa chắc đã tạo nên điều thiện lành, có đôi khi vô tình tạo ra nghiệp vay trả trả vay cho mình và cho người khác. Nghiệp của mình là mất số tiền cho đi, như gieo hạt giống vào chỗ đất sỏi đá không thể nảy mầm được. Nghiệp của người là họ phải nợ mình mà không biết khi nào mới trả được. Cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời, tốt lên hơn, đấy mới là thiện phúc trăm năm như người ta thường nói cho cái cần câu chứ đừng cho cá là vậy quý bạn hãy chia sẻ bài viết này để những người quanh ta hiểu rằng cho tiền những người ăn xin khỏe mạnh là tạo nghiệp cho họ mãi đi ăn xin mà không thoát ra khỏi nghiệp khổ của chính mình